chỉ bằng hai gối, cũng khá đấy. Nào, quay trở lại với cả game đấu thôi anh em. Nào giờ thì chúng ta sẽ bước ngay vào trận đấu số 2 giữa team Liquid và team Hellraiser. Xem là... Wow! Tôi đã thấy hai quả bao ti được đặt lên vào đầu cái doctor rồi. Cái bao ti này là một cái vui vẻ đến từ Quyền Book, khi mà anh em có thể là đi săn đối thủ để kiếm thêm điểm. Cái Butter Boy đấy, Butter Boy. Nhưng mà cái hiệu lực của nó chỉ có 5 phút thôi đúng không anh? 5 phút. Nhanh lúc đầu nhỉ? Không sao cả, em biết tại sao? Tại vì nếu mà em đặt bao ti lên đầu đối thủ mà không ai nhặt được cái bao ti đấy thì em lại được trả cái token lại. Đấy, tức là okay. Em sẽ không bao giờ gọi là mất. Chỉ có được thôi đúng không? Ừ, chỉ có được thôi. Một cái khá là vui đến từ Ban Tổng Phát năm nay. Và rõ ràng là đặt vào một con support thì ít nhiều cũng sẽ gây áp lực cho anh ta tầm thời điểm đi lên. Và rõ ràng bây giờ nó đang là một cái trận đấu thi đấu mang tính khá là chuyên nghiệp. Vị trí Insania ta cũng không quá gọi là ngại ngùng cái việc mà bị check bao ti vào đầu rồi. Ui, 3 cái bao ti vào đầu rồi. Nào, 4 con đệ đang đuổi lên và gây thêm áp lực. Có lẽ là những cái rune bao ti vẫn sẽ thuộc về... 3 cái bao ti được đặt lên đầu của doctor. Đúng rồi anh. Hôm nay thì anh thấy một tình huống khá là thú vị. Em biết là gì không? 5 cái. Sai. 2 cái bao ti được đặt vào đầu của Tiki. Nhưng mà Tiki lại là người ăn được cái bao ti đấy. Em biết tại sao? Nó tự sát. Nó tự giết chính nó. Thế cuối cùng là mặc dù là bên phía team địch thì đặt bao ti lên đầu thằng Tiki, nhưng mà thằng Tiki ăn được. Thằng Tiki lại ăn được. Mà đáng lẽ là đồng đội của thằng bên kia mới ăn được, nhưng mà không, thằng Tiki nó tự sát. Cay thật. Nên là đây là một cái trick dành cho anh em. Nếu mà anh em thấy team địch có Tiki thì anh em đừng có đặt bao ti người nó. Không lại mất tiền lại kêu. Thực sự một cái khá là hay. Nhưng mà bây giờ thì Dota còn mỗi Tiki tự sát được không? Nhưng mà phút chờ thì không tự sát được nữa rồi. Phút chờ không. Abaddon không. Abaddon không. Còn lại mỗi Tiki. Còn lại mỗi Tiki. À thôi, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cả cái game đấu nào. Khi mà trên này thì có vẻ là Insania đang rất đánh đá ở đây nha. Rồi. Không check bounty vào ai. Ngay lập tức cái lượng máu của Dota còn lại khá là thấp rồi. Mình phun đồ đi gần ra 5 cái cắn cây và còn lại một bình bóng to, người ta sẽ cắn bình bóng to và quay trở lại len thôi. Dưới này thì bóng si. Hanat nó rất đau và có đẩy Tsukuchi lên để giết mạng bóng si không nhỉ? Ô, may nhá, may mà có feature đấy. May mà có tai ga thực sự. Nào và bây giờ thì Nick có cho mình level 2 rồi, bóng si phải thi đấu thực sự cẩn thận trong cái tình huống này. Và tai ga đang gần như là tạo thành một bức tường chắn cho vị trí của bóng si rồi. Anh ta lao lên đánh một người của đối phương, nhận những cái nhát đánh đến từ một con Weaver để có thể... Anh em muốn đánh giá một chút về laning phase đi. Chúng ta sẽ đánh giá cái lên mà gọi là cái team đã chia nhá. Bên phía của Hellraiser, Weaver và một con Grim Chốc. Anh đã nói về cặp đôi này rồi. Đây là cặp đôi rất là mạnh, kể cả lên AWP hay là lên xếp. Nhưng mà đối thủ của họ thì đang là Necro và Earthshaker. Cặp đôi Earthshaker này sẽ đóng vai trò là nó sẽ làm cho cái combo kia nó sẽ có khả năng mid. Đúng rồi. Tức là khi mà con Weaver nó đang lao lên bằng cái E-Square cũng như là cái Tsukuchi, giữa Seeker anh ta có thể backup được bằng một tiếng ống Fisher, nhưng mà đây lần rồi. Này thì không được rồi. Anh ấy vừa bảo là có khả năng mid xong dí thẳng vào đầu luôn, mà thế là một mạng. Lên top thì sao? NP đi cùng Pango. Void thì không làm gì được NP cả. Đúng. Tại vì anh ta chỉ có thể xử lý từng con một. Quý Doctor thì lại có thể xử lý được. Rõ ràng là Pango anh ta sẽ không để cho Quý Doctor anh ta làm được điều đấy. Nên là mình nghĩ là đây là một cái lên mà 50-50. Tùy. Vicky thì vẫn farm được, nhưng mà NP thì cũng thế. Lên mid thì sao? Invoker đối đầu với một con Queen of Pain. Kèo này thì lúc đầu thì Queen of Pain sẽ nhỉnh hơn. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà Invoker anh ta có cho mình những cái level rồi thì anh nghĩ là Invoker sẽ khá là thoải mái. Tại vì một con thì có regen, một con thì không có. Bây giờ thì đa phần những người chơi Invoker đều chơi QW. Và anh ta sẽ có khá là nhiều những điểm quát. Có nhiều điểm quát thì regen rất là nhiều. 25%. Hero win rate. Oh my god. Trận này liệu có tăng thêm được một chút không nhỉ? 25% nghe thực sự nó tăng ít quá. Mickey bị đấm vào bởi vị trí của Roger rồi. Thì không sao cả. Anh ta vẫn sẽ là có thể farm được tiếp thôi. Đây thì level 4 và đó là 3 quả cầu xanh trên đầu. Thực sự thì Invoker cũng không ngại ngần những cái nhát harass đến từ Queen of Pain đâu. Và trên này thì Mickey bị đấm vào. Nào, Phan Nick cho đệ body block. Wow, giết được này. Chết rồi. Vị
chắc chắn là chết rồi. Một bàn tay nữa thôi. Ok. Ô, có bounty rồi. Xong là cứu trách đến từ các thành viên của bên phía Hellraiser có hiệu quả vào đây thì Nick lại dí được vào bông xì. Lady Fay có vẻ như là hoàn hảo quá. Hellraiser họ đang đi lên cực kỳ tốt. Bên cũng đang bị gặp rất nhiều khó khăn nhưng mà Nick cái lượng máu còn lại rất thấp, anh ta vẫn sẽ lùi về thôi. Taiga thì không có đủ lượng mana cũng như lượng máu để có thể đuổi theo. Hai mặt Red bên rồi. Boxy thì trông đang khá là thọt, 14 creep thôi, trong khi đó thì Nick có cho mình 21 creep rồi. Cái lượng net gold chain nó chủ yếu đến từ 3 mạng. Thực ra thì farm thì Liquid cũng đang làm tương đối ổn. Là Pain farm được và con Void cũng đang farm tốt. Nhưng mà thực sự thì cái lucky shot của con Pago nó sẽ là rất khó chịu. Đúng. Vừa trừ giáp đối phương vừa cầm đánh. Như anh đã nói thì cái lên top đấy từ bên phía Hellraiser họ sẽ là hòa và thắng. Không thua được. Thì một con Pango sẽ phá quyết ông tờ. Con NP thì nó bắn vào người của Mickey rất đau. Đấy Mickey làm gì được đâu. À, tham quắc lên, đánh tay cho một con thấm đâu. NP giáp to lắm anh em ạ. Trông kìa. Giáp 7, đam 68. Khó dành cho các thành viên bên phía Liquid tập thể được đi lên rồi. Bây giờ thì ít nhất Taiga cũng đã có cho mình level 3. Và Nick thì chưa có những cái tình huống dí lên tiếp sau. Khi mà có tận 2 mạng trong tay Boxy đã phải nằm xuống rồi. 2k net change. Số đang là 3-0 bên phía của Liquid. Vào phút thứ 5 thì bên phía Hellraiser họ có cho mình những cái room bounty nhiều hơn nữa. Hiện tại Liquid đang có một giai đoạn landing phase khá là fail. Trông khổ sở quá anh em ạ. Còn Elite thì khi mà Queen of Pain đối đầu với Invoker vẫn đang có cho mình những cái lợi thế và rune không còn nữa rồi, anh ta sẽ chạy về lấy cho mình cái run bounty để hồi lại lượng máu thôi. Run đê đê phút thứ 6 luôn. Rất may mắn. Khi đập pain thì đi xuống dưới bot thì không còn gì nữa rồi. Những cái rune thì đã lấy mất, anh ta không có gì để sạc lại cái bottle cả. Bài gà cố gắng là di chuyển. Có thể tạo cho vị trí của Boxy một cái chỗ đứng an toàn thôi. Khi mà Boxy bị dí vào thì Taiga sẽ có thể backup được bằng những cái Fisher. Và đây rồi, lại là một tình huống dí lên nhưng chưa có Inkwell búp vào, chỉ là một tình huống dọa dồ thôi. Trên này thì Mickey cũng như cả Roger. Insania thì đã pull xong cho mình cái đàn grip rồi. Và bây giờ thì quái đang đẩy rất gần trụ, với cái lượng đệ này thì NP sẽ không ngại ngần gì bắn vào trụ của đối phương đâu. Harad được một cái lượng máu khá lớn vào đây thì Roger swap Bakku là rất đau. Nhưng Insania quay trở lại cắt cho mình cái Meledic ra. Roger anh ta vẫn sẽ là quay được về thôi. Chưa có thể làm gì được vào vị trí Insania. Liên tục là thực sự là lucky shot đến từ vị trí ông một Bago. Anh trụ kìa. Nó đang bị bào đi một cái lượng máu rất lớn. Và ở đây thì Roger lại tiếp tục đi cấu trí vào người Insania. Cái quan trọng là NP đã đẩy đệ vào để có thể là bảo vệ con xe. Nhưng mà con xe thì đã chết rồi. Ok, anh nghĩ là cái ý đồ đến từ bên phía thì Hellraiser họ có thành công. Khi họ cấu được gần hết cây máu của trụ. Thường thì phải tầm phút thứ 10 trụ mới nổ rồi. Nhưng mà trận đấu này phút thứ 7 thì cái trụ nó đã gặp nguy hiểm rồi. Nếu mà mất trụ từ quá sớm thì gần như là cái outpost trên top họ cũng mất luôn. Mất quyền kiểm soát khu vực top lên thì họ sẽ mất đi cái quyền kiểm soát cái vùng rừng nó khá là rộng lớn. Đúng. Và họ sẽ buộc phải đẩy đội ít nhất là mất hai bãi, một bãi to một bãi nhỏ. Và bây giờ thì bên phía Liquid họ buộc phải đánh để đẩy cho phân tích đi về. Nhưng mà cái trụ thì đã nằm xuống rồi. Bát. Cần có một cú bát. Bát tăng 3 điểm anh em ạ. Nhưng mà vẫn là không đủ. Hai nhát đánh tay vào nhưng không có nhát nào bát. Hơi đen đánh trong vị trí của một Fallet Void. Bây giờ phân tích lại trở lại đầy cây ạ. À. Cày dã man. Kẻ cướp gà và anh ta đã lấy cho mình một con gà rồi. 51 tiền dành cho mỗi thành viên bên phía Hellraiser. À bây giờ thì Invoker có cho mình 46 lát hit khu vực land mid rồi. Trong khi đó thì Queen of Pain cũng đang bám đuổi rất sát. Một cái kèo mà tá cân dành cho các thành viên bên phía Hellraiser cũng như cả Liquid đây. 3k net change tầm thời điểm phút thứ 8 cũng là một lợi thế khá lớn dành cho các thành viên bên phía Hellraiser.
mà Liquid thì rõ ràng bây giờ họ bắt đầu có những cái tình huống stick để có thể đi ganh. Đây rồi, dí vào Oxy. Một Wingwell nổ thành công và một Stroke of Fate. Nhưng bây giờ thì các thành viên bên phía Liquid đã tràn xuống. Trả thù được hay không? Đây chỉ là mạng của Miposka thôi. Một support đổi một co. Và tốn tới 3 người di chuyển xuống. Em đánh giá là hơi lỗ anh cho Liquid. Lỗ. Đồ như vậy cũng không ok cho lắm. Và bây giờ thì tiếp tục là một mạng nữa. Taiga. Đây không phải là hero mà Taiga chơi hay. Đúng rồi. Rõ ràng là như vậy. Nếu mà bảo anh ta cầm một đắc quy lâu cơ để kết hợp với một cái lồng của voi thì anh nghĩ nó khá là ok. Tức là chúng ta thì thăm binh được cái khoảng thời gian mà cái lồng nó sắp hết và anh ta đè lên một cái fear. Thì gần như là các thành viên của team Hellraiser hay ít nhất là cái người mà bị đứng trong lồng sẽ bị disable khoảng tầm hơn 5 giây. Rồi. Đấy. Có nữa Shaker thì không thể nào mà follow theo lồng được. Blink vào thì đứng trong đấy à? Blink vào giờ chạy lên Chắc là phải kiểu căn ke kỹ lắm, đứng ở mép lồng với Echo thì mình nghĩ may ra. Hoặc là phải đợi cho cái lồng nó vừa hết xong thì anh ta Blink vào được. Đúng rồi. Nhưng mà đây... Đối phương thì giáng A sủi rất nhanh. Là một con Weaver, là một con Pago nữa. Thực sự là phải thả mình khá là chuẩn. Bây giờ các thành viên bên phía team Liquid phần nào thì lợi thế tiếp tục với Hellraiser. Bây giờ cũng lốc lên và tràn vào cuối ba, không về được rồi. 7-1 dành cho Hellraiser. Cái gì đây? Một bộ mặt hoàn toàn khác của Hellraiser ở trong trận đấu số 2. Cái lineup đánh nhau rất khỏe trong thời điểm đầu game. Và bây giờ thì có lẽ là Phoenix sẽ phải chết thôi. Đúng. Cắm cả Deadwater rồi. Đá là đầu tư. Số là 2-7 dành cho các thành viên bên phía team Liquid khi họ gỡ gạng lại được một mạng của Phoenix. Nhưng mà thực ra các thành viên bên phía team Liquid họ có thể đánh được tầm về khoảng thời điểm late game. Nhưng mà anh em thấy đấy, Hellraiser thì không có cho mình một cái lineup đánh về late game quá mạnh. Một con Weaver có thể, gần như là nó sẽ bỏ qua những cái con hero core để nhắm vào vị trí support. Nhưng mà support của bên phía Liquid thì sao? Họ lại là hai con support với cái khả năng mà có thể tạo ra khoảng trống và đồng thời là có thể khống chế được đối phương. Và một cái lồng trong tay của Void thì cũng sẽ phải làm cho Weaver phải suy nghĩ rất nhiều trong những cái tình huống vòng sau bắt và support. Anh không nghĩ đây là một trận đấu mà Void anh ta sẽ dễ chơi đâu. Mặc dù đây là một con carry khó bị cai, em có thể là tham quắc để là kéo giãn khoảng cách với đối phương liên tục, nhưng mà đối phương thì Pango, Invoker, Weaver kiểu cảm giác trong cái lab này khó chịu quá. Đủ các thể loại trên đời. Bằng lốc xét lại thêm một quả lăn bóng nữa. Pango trận đấu này đóng thẳng Blink à? Wow. Lại lốc được còi và lên, sẽ đè thêm một cái xa lên thôi. Tạm biệt còi và. Wow. Còi và khá là tinh tế đấy. Anh ta đứng yên tại chỗ và anh ta cố gắng đập cái silent. Vâng. Cái silent này lúc anh nhìn là hình như đập được 2 phát đúng không? Cái silent chắc mới gộng 1 điểm, em nghĩ vậy. 2 phát thì nó đã vỡ mất rồi. Hơi tiếc một chút. Nếu mà cái silent được tăng nhiều điểm hơn thì đã khác. Nhưng mà công nhận cái pha đấy mà bị co giật mà vẫn đập được 2 phát ạ. Hơi bị gọi là... Hơi bị gọi là hên đấy thực sự. Tại vì câu snap mà, em có giơ tay lên đánh được đâu. Giờ thì buộc phải cắt ra cho mình cái Rolling Thunder và có những người đồng đội của anh để hỗ trợ. Đây là một cái chỗ không? Rất là đẹp đấy. Đúng rồi. Đây rồi, đến rất đông, có cả Weaver, có cả Phoenix ở đây và Taiga sẽ phải lên bảng đến số nhưng thôi. Nhưng mà Invoker vừa nằm xuống trên này Mickey kìa. Đầu tư một lồng rồi. Đầu tư một cái lồng lấy đi mạng của Midlander đối phương. Khá là ổn với cho các thành viên đến phía team Liquid. Bây giờ thì họ sẽ đẩy lại trụ thôi. Khi mà trên top đã mất và khoảng rừng trên top thì gần như đã bị thuộc từ quyền kiểm soát các thành viên phía Hellraiser rồi. Liquid thì họ buộc phải di chuyển đi lại cái khoảng farm thôi. Và trụ mid thì wow, nhìn cái tốc độ đẩy kìa. 9-3 có cho mình hai trụ và đang dẫn trước 5k net worth. Những cái lợi thế thời điểm đầu game dành cho các thành viên phía Hellraiser đang là có. Ngồi và đây lại wow. Bớ vào. Vừa được nhanh tay đấy. Rất nhanh tay. Bởi Linh được về rồi.
để hy vọng để sót lại để cho các thành viên về phía team Liquid bây giờ đang nằm trong tay của Mickey, một con voi. Sẽ có những cái tình huống team fight. Insania trong trận đấu này thì anh ta lên đồ gì để phối hợp với cả voi đây? Em nghĩ là nếu mà đánh với tầm late game, Insania hoàn toàn có thể lựa chọn cái gậy xanh. Có nhưng mà đây là con Quý Đốc sắp 5. Nhưng mà thường thì em sẽ không có gậy xanh trong sắp 5 đâu. Thế thì nghèo quá, sắp 5. Nhưng mà nó vẫn là một con Quý Đốc mà có thể follow được lồng. Ít ra lồng thì em có thể là cắm Deadwood và giết được một người. Còn hơn là không giết được ai. Lốc rất dài và Insania anh ta có về được hay không đây? Cầu snap vào đầu rồi. Lối về đang là rất thẹp dành cho Insania và anh ta đã phải bỏ mạng đây rồi. Khi mà ba người của đối phương dí tới và đó là 10 mạng đầu tiên. Trên này thì có một tình huống chặt đầu vào Weaver lên bảng điểm số tới 50 giây. Nào, Goldsaker anh ta sẽ bị lăn bóng vào tới chết thôi. Một cú lăn bóng và bây giờ thì cả Boxy. Rồi anh ta lùi được ra ngoài rồi, Boxy sẽ ăn liên tục những cái stun vào mồm và anh ta phải bỏ mạng lại ở đây rồi. Và đó là 12-4 dành cho các thành viên phía Hellraiser. Lại một tình huống 1 đổi 2 nữa và bây giờ thì cuối và nhìn thấy vào vị trí Sunny rồi. Có detection có thể làm được hay không đây? Sonic Wave và cái lượng đam vẫn là chưa đủ và anh ta bị silent đây rồi. Một cú ném lốc ra đến từ một con tóc dài màu vàng. Bây giờ thì đó là sâu bài đến từ vị trí của Miposka và anh ta sẽ là chết ở đây rồi. Thay cho người đồng đội của mình. Quyết định khá là hợp lý nhưng mà Mickey thì anh ta đang farm được kìa. Đây là cái chướng ngại lớn nhất dành cho các thành viên phía Hellraiser trong cả cái game đấu này. Đó là một con voi trong tay của Mickey. Lên cho mình đó là Default đến từ Weaver. Quyết định khá là hợp lý. Đối phương là một con hero cần mana. Voi. Một Weaver nếu anh ta nhanh tay thì anh ta có thể là burn hết sạch luôn lượng mana của voi. Tương đối nhanh đấy. Thế con hero này nó có thêm một cái talent mana break. Voi thì khó chịu ở cái khả năng tham quắc kìa bạn. Nhưng mà hết mana thì tham quắc kiểu gì. Ở đây rồi, một con bò lạc. Ăn thôi. Cắm ở đét vuốt ra trước khi chết. Cái này thì anh ta có lẽ là một cái mạng để tạo khoảng trống cho vị trí của Mickey thôi. Đối phương đã phải dồn người lên rồi. Nhưng mà cái line up này họ di chuyển rất nhanh. Phần Nick đã có mặt dưới này rồi. Bắn liên tục vào người Mickey và thậm chí đang cả cố gắng câu một tình huống tham quắc trước. Không. Ồ, Mickey. Nào, anh ta vẫn tham quắc được. Bây giờ thì sao đây? Cái lốc lên này, cái EMP này. Anh nghĩ là cái pha teamfight vừa quay ngược lại gõ luôn đến từ vị trí của Mickey. Có Tiger ở đây. Nhưng mà Mickey anh ta phải lùi về rồi. Cuối vàng có Big Run đây đêm. Kết thúc được mạng Sunny hay không đây? Nào, Sunny đang bị bắn rất đau. Sunny có mặt ném cho mình cái long con trúng hai rồi. Mickey tát phát nick nào. Đây rồi, quay ngược trở lại đánh phát nick thôi. Sẽ là có một mạng cho các thành viên ở phía team Liquid. Có Roger anh ta có về được hay không đây? Thì nó bên Berlin tới rồi. Ngay lập tức có một tình huống sọc quang bắt cổ ở đây. Chưa có gậy lốc. Roger sẽ về được. Một pha combo lốc và EMP có vẻ như là không được tốt cho làm đề invoker. Xa quá. Đúng rồi. Quan trọng anh ta đứng xa quá. 3k net change. Với phía Liquid họ đang làm rất tốt cái công việc mà kéo dài khoảng thời gian trận đấu ra để cho một con voi farm. Và cái lượng net worth của nó kia 7.100 tiền rồi. Đang đổi rất sát với cả một con Weaver. Nhưng mà cái lượng trụ kìa, các thành viên phía Hellraiser cũng đang đẩy rất nhanh cái tốc độ trận đấu này lên. Có thể là giảm đi cái khoảng farm của con voi và gây thêm áp lực vào trụ để của các thành viên phía từ Liquid. 4k net change tầm thời điểm phút thứ 17, nó không là quá nhiều. Đấy, anh em sẽ được xem lại cái pha team fight. Mickey trong một cái quyết định mà tay quay ngược trở lại úp lồng thôi. Được chỉ một người và bây giờ có một tình huống bắt bớ ở đây rồi. Nguyễn Doctor lại một lần nữa lên bảng đếm số. Nhưng mà Whip Doctor trong tay Insania, anh ta đi cắm mắt thôi. Khoảng farm dành cho vị trí của Mickey vẫn đang là có. Và anh ta đang đuổi rất nhanh lên cái lượng network của một con Weaver. Boxy ở đây bị nhìn ra rồi. Lại muốn bắt bớ vào Boxy và bay tới đến từ vị trí của NP. Boxy anh ta có về hay không? Lại ăn một lóc lên có thể ở Miposka. Đường về của Boxy đang xa hơn bao giờ hết. Là sâu bay cả vị trí của Mickey. Boxy đã nằm xuống rồi. Nào, sẽ là một chú voi di chuyển ra để có thể gọi là cản bước tiến đối phương thôi. Bây giờ thì Roger lăn bóng lên một cái khoảng phạm vi mà không được rồi, quá xa. Đối phương có tham quắc, có Berlin, hơi phí một cái Rolling Thunder. Ừ,
trong một cái trận đấu mà các thành viên phía Hellraiser họ có thể gọi là combat thắng xong sau đấy đi đẩy rất nhanh với một con NP, con Joker. Nhưng mà các thành viên bên phía của Liquid thì họ lại hold được cái game đấu này. Và càng đánh lâu thì Liquid sẽ càng có cho mình những cái lợi thế thôi. Khi mà Joker có Blink, Void có cho mình đủ đồ để có thể ít nhất là giết chết được một người khi mà anh ta mở một cái lồng lên. Có Deadwood có thể giết được. Cái Deadwood này nhổ rất là nhanh. Hellraiser thì họ đang, nghĩa họ vẫn đang triển khai được cái lối chơi khi mà họ không stick quá đông người để cho con voi có những tình huống úp lồng đẹp ở đây rồi. Một tình huống di chuyển cùng nhau để ganh, và liệu xem các thành viên bên phía của Liquid có thể làm được cái tình huống này không. Nhưng mà nhận thấy đối phương có Senchi ở đây, Hellraiser họ đã lùi về rồi, chưa muốn bắt bớ vào ai cả. Đồng chí Sunny đang di chuyển ra, bớ được ai không đây, hay chỉ là mạng quay vai đây. Vẫn chưa phát hiện được cái con Senchi này, mà Quê Ba nhìn thấy vị trí Roger rồi. Rất mất thời gian nha. Và cái khoảng thời gian này thì Void đang farm bù khá là nhiều, chiếm lại được Apoz trên khu vực land top này. Và dưới mid thì vẫn chưa có vấn đề gì vào vị trí của Quê Ba cả. Và bây giờ thì các thành viên của Liquid phải tập trung vào cái công việc đép land thôi. Phường liên tục là đẩy creep lên. Liquid vẫn đang cuồng hầu. Liệu là bên phía Hellraiser họ có đẩy tiếp không? Những cái áp lực nó đang dồn nén lên với những cái trụ. Mà nếu mà bỏ quá nhiều trụ 2 thì cái phạm vi di chuyển của em, cái phạm vi backup của em sẽ bị giảm đi. Anh nghĩ là nên cố gắng giữ lại trụ 2 bit. Thực sự bây giờ nếu mà bỏ hết trụ ngoài như này thì cái phạm vi di chuyển đến từ bên phía cái team Hellraiser thì rộng quá, và Liquid thì lại quá hẹp. Họ cần phải cố gắng bảo vệ những cái trụ 2, đặc biệt là trụ ở mid. Nào, và Sandy đang đánh cho mình con Invoker, đã có cho mình Vessel rồi. Anh ta đang di chuyển, nhìn thấy hoạt động vị trí của Mickey hay chưa. Có chỉ là một con Senchi thôi. Mickey vẫn đang có cho mình một cái phạm vi khá là an toàn trong khu vực rừng lên top. Tiếp tục gây áp lực đến từ các thành viên phía Hellraiser bằng cái cách là họ không lộ diện ra. Ở bên phía của Liquid thì họ luôn giữ cho mình cái khoảng cách để có thể backup cho nhau bất kỳ lúc nào. Luôn có những support đi cạnh các vị trí carry. Khu vực land mid thì vẫn có hai người đứng trực chờ để vừa đép bot và vừa đép mid. Và đây thì Cueva vẫn đang có một tình huống đứng ở đây để có thể phá smoke của đối phương chăng. Nào, trên top thì đang bị ping vào rất nhiều rồi. Có lẽ là các thành viên Hellraiser ping ngay cho người đồng đội của mình, nhưng mà có về kịp không? Đây rồi, Mickey có Manta và anh ta sẽ TP về thành công hay không đây? Đang cố gắng dồn vào, Mickey về được rồi. Rất nhạy cảm. Đó là cả tai gà cũng về được luôn. Trong tình huống vừa rồi, Mickey khó quá thì thực sự tai gà sẽ là người chết thay. Bây giờ cả hai đã lùi về an toàn rồi. Và bên phía Liquid họ nhận biết được các thành viên phía sau giờ vừa có một tình huống di chuyển lên top, sẽ quay trở lại công việc farm của mình với rừng bố thôi. 10k net chain, 16k net chain. Weaver thì 10.000 tiền. Tầm thời điểm hiện tại con Weaver cũng chưa có thể dí vào được một con Faelet Void trong tay của Mickey. Thế trận thì nó vẫn đang bị hâu lại thôi. Bởi vì thực sự là bên phía Hellraiser họ đang thiếu cái lượng sát thương để dồn chết. Bây giờ bắt Void không được. Còn Void có cho mình cái Manta, chỉ cần gọi là chớm dính ít cung snap thôi, anh Manta ra rồi theo góc đi thôi. Đơn giản. Nào, và bây giờ bên phía của Hellraiser họ vừa lấy cho mình một cái con Roshan khá là nhanh. Nick thì đã có cho mình BKB rồi, anh ta sẽ chủ động đánh bỏ qua vị trí của Void, sẽ êm vào những vị trí như là Witch Doctor hay là một con Osaker đến từ các thành viên đối với team Liquid. Và bây giờ nhìn thấy vào vị trí của Boxy rồi, và Nick lao vào bắn Boxy bị slow lại đây, nhưng ngay lập tức là có một cú Fisher, những cái ích quang nổ ra vẫn tới tầm và Boxy phải lên bảng đếm số rồi. Cover rất tốt từ những người đồng đội, nhưng mà chừng đó là không đủ khi mà đối phương stick đến tận 5 người khung land mid này. Trong những cái tình huống đi đông như thế này thì có vẻ là bây giờ key player đang là vị trí của Mickey. Một cái lồng đẹp thôi sẽ thay đổi rất nhiều cục diện của trận đấu này, nhưng bây giờ không còn Deadwood nữa. Quinn of Pain đang bị dí ở dưới bot. Anh ta vẫn đang bị dí, anh ta bị lốc lên rồi.
xong. Hơi khó nhở. Anh ta đã tự lốc một mình một lần lên để có thể là giải cái câu snap đến từ bên phía. Chính xác là giải cái silent là một này, giải cái câu snap là hai. Nhưng mà anh ta vừa blink đi ăn thêm một lần tình huống lốc nữa. Thế thì chịu tôi biết làm sao. Khó để có thể giống sót vào đây thì mình đi ăn một đi phu và ngay lập tức quay trở lại lòng 3 không. Nào bị sâu bài ở đây rồi nhưng Oshaker chưa kịp ra skill có bóng lăn vào. Và Void thì đang bị silent và có cả Vessel dí theo Void. Quả bóng lăn ra quá kịp thảm mình. Và bây giờ thì Mickey cũng đã phải lên bảng điểm số rồi. Killing spree dành cho vị trí của Nick. Một trận đấu mà Hellraiser tận 9 gạt hết quân rồi. Và cái cửa comeback của bên phía Liquid nó đang hẹp dần lại. Cái quyết định blink lên nó hơi bị hiểu ý sai lầm giữa hai player của team Liquid. Một người thì blink lên để combo vào cạnh Weaver. Đây chúng ta có thể nhìn lại. Cái quan trọng là People Sky đang đứng ở ngoài. Anh ta có thể đơn giản là sau khi mà đã sẽ cơ cáp sau cho mình một cái skill gì đó đi. Enchant Tom Tom hoặc là Echo Slam hoặc là Fisher thì anh ta có thể sai lần lại. Tức là Ursaker anh ta không thể nào hoàn thành được cái combo của mình. Điều đó đồng nghĩa việc là Ursaker auto chết. Nhưng mà Void lúc đấy thì anh ta vừa tham quắc trở về. Rõ ràng là một người thì tham quắc trở về, một người blink lên. Nó rất là sai. Anh nghĩ là đáng lẽ là Taiga chỉ nên đập Fisher thôi. Sau đó là di chuyển về ngay. Nhưng mà không, anh ta lại blink lên. Một cái quyết định team fight hơi thiếu hiểu ý nhau. Nhưng bây giờ thì bên phía của Liquid họ có muốn di chuyển đi để có thể bắt bớ vào ai hay không đây. Void thì đang cố gắng lên cho mình cái defuse rồi. Nào một tình huống bắt bớ được nhiều người sẽ là một cái lối thoát dành cho các thành viên bên phía Liquid ở đây. Kasani lốc đồng chí Boxy lên ngay lập tức có một cái lốc được set up ra trước. Có chặt Fisher hay không đây, chặt Fisher phía sau để có thể dí vào một con Weaver. Và bây giờ thì Weaver chặt đầu trượt rồi và Nick vẫn lùi đi được. Tiếc cho mình đó là một cái lồng. Nào không có lồng thì liệu có giết được Nick không đây. Nick không chết rồi và thậm chí Void đang silent chưa mở được lồng ra. Ăn một Sonic Wave vào và bây giờ Earthshaker lên bảng đấm số. Và Void đang cố gắng để có thể di chuyển về. Nick thì anh ta còn khiến Exit anh ta vẫn sống được thôi. Anh nghĩ là cái quyết định chặt đầu nó hơi bị sai lầm. Thứ nhất là kể cả chặt được thì Nick anh đã chỉ mất cho mình một cái khiên Exit thôi. Rồi. Đấy. Tức là kể cả mà con Weaver có chết thì nó chỉ mất cho mình cái mạng hờ thôi. Sau đó thì bên phía team Hellraiser sẽ tràn lên. Rõ ràng là cái quyết định êm vào người ở Weaver là sai. Liquid cần phải đổi mục tiêu. Một pha đấy chặt thì không chết anh em ạ. Và vừa mới di chuyển ra thôi thì Witamter đã lại lên bảng đếm số rồi. Bên phía này bây giờ đang rình rập khắp nơi. Thực ra thì quả đấy nếu chặt sớm hơn một chút thì có thể kết thúc được mạng Exit. Nhưng mà đối phương thì đã cũng đã dồn tới rồi. Cái line up này họ di chuyển rất nhanh. Đó là một con Paco, đó là một con Weaver và cả một con HP nữa. Họ đến để backup nhau rất tốt trong những cái tình huống mà có thể xảy ra team fight. Bây giờ thì Quaver bị dí vào ăn cầu snap, một người ăn lốc lên và đó là một cái lốc tự giải đi hiệu Earthquake Snap ạ. Sau đó là một cú silent được bồi thêm và Panic bây giờ mở BKB lên và Void lại bị silent rồi, Manta ra. Wow. Vẫn đang bị cấm đánh ở đây. Void sẽ quay ngược trở lại giết Panic hay không đây, đập và có bát rồi. Panic sẽ phải chết đây thôi, kiểu Mickey chưa cần thiết phải mở ra cho mình một cái lồng. Đó là mạng dành cho các thành viên ở phía team Liquid. Mickey đánh khéo đấy, anh đã bật cái Manta để né cho mình cái Inksquell. Rồi. Nào, bây giờ thì vẫn đang hậu lại được cái thế trận nhưng mà 14k network liệu Linh có làm nên được một cái cú lật ngoạn mục không? Khi mà em nhớ ở cái trận đấu hôm nay anh Cát với cả anh Chí đúng không? Lai Tung Mu nó cũng lật được một cú khá căng, khoảng 10k tiền. Thực ra thì đấy là một game đấu mà anh đã phân tích cho anh em xem là lý do tại sao nó đến từ General. Nó phần nhiều đến từ một con Mask. Trận đấu này thì cảm tưởng như Liquid họ... Ừ thì lồng thì sẽ có một cái network được cắm ra. Nhưng mà cái vấn đề là Void không có BKB. Và hiện tại chỉ cần lồng thôi là ngay lập tức anh ta ăn ngay một cái lốc vào mặt. Bây giờ một tình huống lốc được Invoker. Fisher không tới nơi rồi. Mickey lao vào lồng đôi. Không được rồi. Trời ăn lốc rồi. Lại ăn lốc anh em ạ. Ôi. Phía sau thì lao vào và bây giờ thì sẽ giết được con Weaver này không, nhưng mà nó đang rất cứng đây. Deadpool được cắm ra, có cả Sonic hay và tên chặn đầu vào. 95 giây lên bảng đến số đây, sâu bài được hai và Roger vẫn đang quẩy sóng rất nhiệt tình.
Quả bóng lăn đi lăn lại và có cho mình đó là Killing Spree. Mickey lao tới ăn ngay một cú đóng cây vào. Ui, chặt sai cây rồi anh ơi. Và Mickey vẫn đang đứng im trong cái lồng cây của đối phương. Bây giờ thì có đi phu được Sunny Dam êm vào. Wow, 2 và Mickey mang ta ra nhưng đang vẫn bị slow bởi cái tầng băng và có gõ được vào người Sunny hay không. Đây Roger lao tới, có một cái lon con được ném ra, bây giờ đang đẩy hai người, lượng nam là rất to. Và đó là mạng Sunny phải đập xuống rồi. Tiếp tục là lao lên và dí ông đi Posca. Phía sau thì Roger Berlin tới, Mickey muốn chơi luôn hay không, đây anh ta sẽ phải lùi về đã. Nào trên này thì có lẽ là Win Doctor sẽ phải lên bảng điểm số rồi, 4-3. Nhưng mà bên phía của Liquid thì họ lầu hầu lại được một chút cái game đấu này rồi. Anh nghĩ là cái quyết định mà không bật BKB của Weaver hơi sai. Đúng rồi. Đó là khi mà anh ta đứng ở chính xác hơn, anh ta đi móc lốp và anh ta hiện ra ở giữa đội hình đối phương, anh ta nên bật BKB luôn. Kể cả nếu mà em có dính lồng thì ít ra là anh ta sẽ hạn chế được những cái tình huống mà bị chặt đầu. Đúng rồi. Bây giờ cái chặt đầu nó không còn xuyên BKB nữa. Nếu mà cái pha đấy anh ta bật BKB thì rõ ràng là lượng sát thương dồn vào nó sẽ bị thiếu một chút và anh ta sẽ kịp tham lắp ngược trở lại. Nhưng mà không, anh ta không bật BKB và anh ta bị chặt đầu chết luôn. Anh nghĩ là Weaver hơi gọi là ngập ngừng trong cái pha đấy. Đáng lẽ khi mà hiện ra là phải bật BKB luôn. Đây là một cái tình huống mà đánh hơi bị tiếc cái item một tí, làm cho bên phía Hellraiser họ đột nhiên mà họ làm cho game đấu nó bị chậm lại khi mà Liquid vẫn đang đép được. Đúng rồi. Và bây giờ thì một con Void có cho mình đi full, một Weaver thì cũng đã hoàn thành xong cho mình, đó là một cái Ice Scully rồi. Có đỡ được hay không đấy trong một game đấu mà đang dẫn trước 15k tiền cuối và ăn lốc lên rồi. Amiposka ở đây có sai lần được mọi người cuối va hay không, nhưng ở phía sau thì Phan Nick tới rồi và cuối va BKB TP đàm kìa quá lớn đến từ các thành viên bên phía của Hellraiser. Swag Buckle, Alacrity được búp vào người của Phan Nick, bắn rất đau. Và bây giờ 16k net chênh rồi, cuối va vẫn đang gần như là đép len, xong sau đấy chết thuê dành cho vị trí của Mickey. Đây thì Shaker bị lốc lên rồi. Và đây là một cái chỗ mà quả lăn bóng này nó sẽ phát huy hiệu quả hay không. Đây Taiga thêm một tình huống lăn bóng nữa vào thôi, Taiga sẽ chết. Taiga đang tổ lái rất hay đến từ vị trí của Taiga. Và anh ta wow, Sunstrike, ôi thành công rồi. Taiga vẫn sống sót được. Bây giờ thì Nick lao lên đẩy với cái Alak Clarity. Trụ sẽ là rất nhanh và họ mất cho mình một cái trụ top rồi. Xuyên BKB của cái chặt đầu thì đã được sửa từ lâu rồi nha anh em nhá. Nó phải tầm, mình nghĩ là tầm 3-4 tháng rồi. Bây giờ thì nó không còn xuyên nữa. Ngày xưa thì có xuyên. Ngày xưa thì chúng ta có thể là bồi thêm được, gần như là thêm được một cái stun đấy. Đúng rồi. Thêm một cái stun bốc màu anh em ạ, xuyên cả BKB chặt tất, không phân biệt thường dân già trẻ gái trai. Nào và bây giờ bên phía của Limpid họ đang để cho Boxy là người bết hàng, và Boxy con hàng này nó có ngon quá không nhỉ. Bên phía của đây rồi, Hellraiser lộc bạn lộc bạn lộc bạn lộc hai thôi nhưng không sao cả. Miposka là người duy nhất đứng ở ngoài, bây giờ Deadpool đã tắm ra nhưng Void đã bị lốc lên rồi. Chặt đầu với Invoker được lốc lên để có thể tự cứu rồi. Bây giờ thì sẽ diễn vào vị trí Miposka rồi. Sunny vẫn đang yếu máu đây rồi và cuối ba anh ta kết thúc được mạng Sunny thì sẽ là quá tuyệt vời, nhưng không có detection. Bây giờ thì mở một con mắt ra và có thể kết thúc được bạn Sunny rồi. Nhưng Roger đang có một cái địa thế lăn bóng đó là quá đẹp lắm rồi. Anh ta đang cửa đầu lên để chịu chói rồi. Và Boxy sẽ là chết trong cái tình huống này hay không? Đây kiểu bắn rất đau, có một cái lốc lên rồi. Sẽ cancel tình huống TP này của Boxy. Bài thiên tham thôi và anh ta vẫn sẽ là phải chết đây khi mà có cả cái Sunny bài bắt sống trở lại rồi. Vivoska là MVP ở Fatty Five vừa rồi. Đầu tiên là anh ta luôn lách dẻo. Khi mà anh ta thấy Void thăm góc vào, anh ta giật người lên bên trên luôn. Được. Anh ta né cái lồng. Và cái thứ hai là anh ta đã cancel được cái Deadwood. Nếu mà cái Deadwood đó nó được cắt full tham minh thì gần như là Kasani đã chết. Nhưng mà không, cái Deadwood nó vừa cắt được khoảng tầm 1 giây thì ngay lập tức là Quý Doctor đã bị silent đến từ con ma. Có thể là thôi. Một pha team fight mà mình nghĩ là Miposka đóng vai trò quan trọng nhất. Suýt chút nữa một tình huống lồng 3 thì nó sẽ là rất đẹp. Nhưng mà có lẽ là bên phía của Hellraiser họ cũng di chuyển khá khéo trong tình huống vừa rồi, chủ động giữ cho mình được một cái vị trí tốt. Và Void thì không có cách nào lọc đầy đủ cả ba người cả. Và bây giờ thì sẽ đẩy lên thôi, nhưng mà đối phương thì vẫn chưa sống dậy.
cũng ông thì không còn chặt đầu, voi thì không có lồng, và bên phía của Liquid có lẽ là cái game đấu này đang khó dần đều để cho Liquid rồi. Còn một cú eco mà họ có tận dụng được cái lợi thế này hay không đây? Cường cũng đang tràn lên rồi và bây giờ có eco đôi ngay lập tức là đông lên thì mình đi né được tình huống này rồi. Nick có cho mình trở lại cái lượng wow tham lam và máu mà đã đầy nguyên, bây giờ thì voi ôi không được rồi, một đều à, một đều rồi, một đều thôi. Bộ combo lăn bóng quá đẹp. Có lẽ là tỷ số đã một đều rồi, 26k net change và 37-12 để cho các thành viên bên phía Hellraiser rồi. Anh nghĩ là GG thôi. Trận đấu này là kết thúc. GG. Nào chúng ta sẽ chờ đợi game đấu số 3. Sonic Way. Không còn làm gì được thêm rồi.